Ủ nhân, kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021, Liên hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa tại miền Bắc của tiểu bang California đã long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6 tại tiền đình của quận hạt Santa Clara, miền Bắc của tiểu bang California, với sự tham dự đông đảo của đồng hương, các hội đoàn, các cựu chiến sĩ Việt Mỹ, các vị thượng nghị sĩ, dân biểu của tiểu bang California và dân cử tại địa phương tham dự. Đại lễ kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa 2021 bắt đầu. Công dân ơi, quốc gia bên này. Việt Nam Cộng hòa, đồng bào tử nạn và đồng minh vị quốc vong thân. Súng cao, bắn, súng đầu chân, khỏi tên. I'm going to present this to the organizers today on behalf of the entire legislature, the state senate and the state assembly, because this was passed unanimously by the state legislature. This resolution, which is dedicated to the veterans of the Republic of Vietnam, our Forces Day, Vietnamese population in the state of California. Kinjab Mubi. Tôi là Ash Khalra. I'm very honored to be your state assembly member, and I'm very honored to serve with State Senator Dave Cortese. Kính chào quý vị. Tôi là Otto Lee, and I'm truly honored to be your host today. Quý vị, ông cho biết ông vinh dự được tham dự sự kiện này lần đầu trong tư thế là Supervisor của District 3, thay mặt quận Hạt bằng tử lục. Và tháng 6 được coi là tháng của ngày quân lực. À, con tên Navi Nam Ngô. À, con cho các bạn của con biết được lý do gì con đến đây ngày hôm nay. Ngày này là ngày 19 tháng 6. Là 19 tháng 6 là ngày gì? Ngày quân lực Nam Cộng hòa. Nếu mà nói được với những người mẹ, những người chị, những người ở khắp nơi trên thế giới đang xem cái chương trình phát hình thì chỉ có thể nói được cái điều gì với những con cháu của mình? Dạ, nếu mà chúng ta có thể hay là có cơ hội thì cho con em chúng ta tham gia những sinh hoạt trong cộng đồng để con em chúng ta có thêm hiểu biết về sinh hoạt cũng như lịch sử, những chiến đấu vinh quang của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã từng hy sinh để đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân. Tôi tên là Nguyễn Xuân Hiệp, đại diện cho ông dân biểu Liên bang Rokana. Ông rất là trân trọng và quý trọng những người đã hy sinh vì Tổ quốc và vì tự do và dân chủ của Việt Nam. Hôm nay Vân Nguyễn và gia đình đến đây là nhờ sự hy sinh của những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa đã bỏ xương máu để mà cho chúng ta, con cháu chúng ta được có một cái ngày hôm nay trên quê hương thứ hai này. Thưa anh, 46 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 75 là một người trẻ, là hậu duệ của Việt Nam Cộng hòa, thì anh nghĩ như thế nào khi anh đến đây? Thưa, cái cảm giác của Vinh vừa hãnh diện, hào hùng và cảm thấy là được nhìn lại cái hình ảnh của cha ông. Đối với thế hệ hậu duệ như Trực lớn lên, chúng tôi hy vọng rằng với một ngày gần đây, chúng tôi có thể trở về trên quê hương, ghé thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa trong tư cách là một người dân, một người mà thương nhớ đến những người không may nằm xuống trên nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Tôi lên đến Liên hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa Bắc California.
Từ khi tị nạn cộng sản cho đến ngày hôm nay, trẻ người Việt tị nạn cộng sản, cái gương thành công ngày hôm nay trong quân đội Hoa Kỳ, từ tướng Lương Xuân Việt cho tên tướng Nguyễn Từ Huấn là 7 vị tướng. Đây là những cái niềm tự hào. Các bạn trẻ, các bạn nhìn thấy cái gương này của những người đi trước, mà quý vị tự hun đúc chính mình để nhìn về một quê hương Việt Nam không cộng sản. Thưa quý vị, cho dù thời gian có đi qua bao lâu đi nữa, tư tưởng của người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó. Họ vẫn tồn tại trong dòng lịch sử. Hiện nay, tại Hoa Kỳ, con cháu hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa có rất nhiều vị tướng tá sĩ quan tài ba. Họ đang cống hiến tài năng của họ cho Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Sau 46 năm nhìn lại cuộc chiến, chúng ta thật sự thán phục, trân trọng, tri ân và tưởng nhớ đến công lao của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã cống hiến cuộc đời của mình để bảo vệ lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose, miền Bắc của tây bang California.